Hello, how are you? I'm good. How are you? I'm good too. Thanks yes, for asking. What are we going to learn for today? Today we're going to learn the parts of the body. This is your body. Okay, hôm nay thì bọn mình sẽ học về các bộ phận trên cơ thể. Thì nó sẽ có cả số ít và số nhiều. Như mình có một cái miệng, một cái mũi, như mình có hai mắt chẳng hạn, thì mình có hai tay thì thầy sẽ dạy. Hôm nay thì thầy sẽ dạy luôn cả một đôi mắt là gì, hai cánh tay là gì, thay vì là dạy số ít nhá. Okay. Okay, so I can just go for it. Arms. 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 Cánh tay. Arms. Arms. Feet. 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 Feet là đôi chân, đôi bàn chân ấy. Một đôi bàn chân là feet. I think we should go over. It is 2 feet, but 1 foot. Okay, thầy cũng hướng dẫn luôn rồi nhá. Một bàn chân thì mình sẽ là đọc là foot, foot, 1 foot. Nhưng mà hai chân ấy thì sẽ là feet, 2 feet. Yes, and the okay. Students will know 1 foot, 2 feet. Okay. This is head. 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 Okay. Good. Đầu. Head. Okay. Hands. Oh, sorry. Okay. Hands. These are okay. Hands. Now mình có arms là cánh tay, thì đây là hands là bàn tay. Bàn tay hands cũng là số nhiều luôn. Tummy. Tummy. This is our tummy. Bụng á. Okay. I would probably teach them rub your tummy. And legs. 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 Legs là chân ấy. Chân của mình đúng không? Cả chân bình thường, còn bàn chân của mình sẽ là foot, là feet, nên là legs, hai chân. And they should remember it from this is my mummy. We're going to use the same sentence. This is my legs. So can we say, what is this? This is my legs. Okay, good. These. Oh, these. Yes. Oh, sorry, we'll make it again. Okay. Bây giờ nhá, thì thầy sẽ hỏi đây là cái gì và mình sẽ trả lời đây là cái đầu của tôi, đây là cánh tay của tôi. Thì có một cái, đây là cái đầu sẽ là this, mình dùng lúc this is. Nhưng mà đây là đôi bàn tay của mình thì mình sẽ dùng cấu trúc là these are. Okay. Okay. Ask me the question. What are these? These are my legs. Very good. What is this? This is my tummy. Good. What are these? These are my hands. Good. What is this? This is my head. Good. What are these? These are my feet. And what are these? These are my arms. Very good. So now can we practice in the face? In the face? But we only have a head, right? Yeah, there's no face. Okay, not the body, not the face. Okay, we finish for today. That's it. Thank you. Goodbye. Bye.